riêng một vườn bông xanh tươi, rồi xen xen màu đỏ của bông, màu hồng, màu trắng. Rồi góc phần trời mưa, nước rơi tí tách, lách sách xuống, nghe rất là vui tai. Đó là một ngày sáng thứ hai đầu tuần, chào đón đầu tuần với một cơn mưa đầu mùa rất là mát mẻ. Thì mình kính chúc tất cả các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. Chỉ còn 2 ngày nữa là toàn dân chúng ta đã hoàn tất 15 ngày cách ly toàn xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thì sau 15 ngày thì chúng ta lại bắt đầu lại sinh hoạt sản xuất lại. Nhưng vẫn không quên là nâng cao tinh thần phòng chống Covid, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang khi ra ngoài và diệt khuẩn bằng cách rửa tay sạch sẽ trước và sau khi làm bất cứ một việc gì, đặc biệt là trước và sau khi ăn, hạn chế tiếp xúc với người lạ, hạn chế tập trung nơi đông người. Đó chính là những tiêu chí hàng đầu mà chúng ta phải thực hiện trong cái mùa Covid này. Mưa rơi. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Kính chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình về vlog về cuộc sống hàng ngày, về những cây hoa, những cây bông trang của mình. Và đừng quên là ấn nút subscribe, đăng ký kênh nếu như mà các bạn chưa đăng ký, và hãy cho mình một like ủng hộ mình vào video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye. Thank you.